hiện đang qua giai đoạn cao điểm cúm mùa, nhưng lại xuất hiện các ca cúm B biến chứng nặng, thậm chí là rất nặng như 3 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, gồm một bệnh nhi và 2 người trưởng thành. Đáng lo ngại là cả 3 thì đều có tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh nền. Bé 19 tháng tuổi được chuyển từ Bắc Cạn lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao liên tục, nhiễm cúm B biến chứng viêm phổi nặng, có dấu hiệu suy hô hấp, thở oxy không đáp ứng. Hiện xét nghiệm của bệnh nhi đã âm tính với virus cúm B nhưng vẫn đang tiếp tục được điều trị các biến chứng của cúm. Còn trường hợp bệnh nhân 30 tuổi thì cũng diễn biến nặng, suy hô hấp nhưng hiện đã hồi phục sau một tuần thở máy, chạy ECMO. Chỉ còn bệnh nhân nam 40 tuổi sau một tuần thở máy không đáp ứng, phải chuyển sang chạy ECMO. Do suy đa phủ tạng, vẫn đang phải lọc máu. Những trường hợp như trên may mắn hồi phục thì chức năng phổi cũng bị ảnh hưởng sau này. Trước đây, nhiễm cúm diễn biến nặng thường xảy ra với những người cao tuổi có bệnh nền mạn tính. Nhưng đợt này lại liên tiếp xảy ra ở người trẻ có tiền sử khỏe mạnh. Vì vậy, các bác sĩ nhấn mạnh không nên chủ quan trước bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường này. Với những cái trường hợp mà có những cái biểu hiện của tình trạng cúm thì cần được thăm khám, kiểm tra kịp thời và điều trị. Và những cái trường hợp mà có những dấu hiệu của tình trạng nặng như tức ngực, khó thở thì cần được đi khám ngay và điều trị kịp thời.